ta sẽ chỉ mở ba cái ốc đối xứng này thôi, giữ lại cái ốc này. Cái ốc này nó giữ hai cái miếng ép cái vòng bi ở trong. Nhớ là cái rãnh này nó chạy trên cái chốt này.
khá nhiều chi tiết. Nếu ta không để thứ tự thế này thì sẽ nhầm lẫn. Ta dùng cái dầu này để lau chùi. Dầu này nó có những cái đấy, có ngần này tính năng. Rất tốt. Ta lấy một ít vào đây. Dùng giấy sạch để lau. Cái ổ bi này mình không cần phải lấy ra vì nó vẫn nguyên mỡ này. Ta chỉ lấy cái vòng đệm này ra ta lau thôi. Nó chưa, cái mỡ nó còn sạch. Một chút mỡ thấm cái này vào.
quên mất. Đó. Trước nhớ là cái rãnh này nhá, nó phải khớp vào cái chốt này.
Lúc này ta mới vặn cái ốc này vào.